Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 252 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Sâm Mục Đại Đạo Tung. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. thứ năm thiên ngoại thiên, các trưởng lão và tu minh bay ra sân mạch thứ ba hóa thành cầu vồng trở về núi của mình chấp hành mệnh lệnh của đạo hàng đại trưởng lão. Tu minh thì cùng lăng lăm trở về sân mạch thứ ba, bọn họ không nói tiếng nào. Chỉ khi đáp xuống núi, hai người sắp chia tay trở về động phủ của mình, thì lăng lăm khựng bước. Có cần ta tính thẻ hung hiểm cho ngươi hay không? Ta không tin số mệnh. Tu minh xoay người đi hướng gian nhà nơi vách núi, Trở lại thân thể bản tôn vẫn đang khoanh chân ngồi, chồng lên nhau, dần biến mất. Làng làm im lặng, xoay người đi hướng cung điện trên đỉnh núi. Không lâu sau, thước nguyệt tông vang tiếng nổ điếc tai, bông tuyết rơi phủ trùm. Trên bầu trời thước nguyệt tông xuất hiện một cái vầng mặt trời băng. Trong mặt trời lạnh lẽo có bóng người khoanh chân ngồi, chính là người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Gã trấn giữ, từng hạt tuyết tiêu điệu bao phủ thước nguyệt tông. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất thiên ngoại thiên vang tiếng nổ điếc tai, Ngoại tông trong phút chốc bị băng tuyết phủ trùm như là bị phong núi lại. Đưa mắt nhìn, thất nguyệt tông trong lồng chảo đã là một mảnh tuyết trắng, không thấy ai bên trong. Ngay sau đó, trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, có 13 cái cầu vòng bay ra khỏi dãy núi. Đi ra thiên ngoại thiên, chia thành 13 hướng quanh Diệp Long. 13 hướng này là khu vực có nhiều khe nứt nhất. Từ tầng thứ tư thiên ngoại thiên, có nhiều đệ tử nội môn đi ra, rầm rộ tuần tra ở trong thất nguyệt tông, chỉ có tô minh vẫn khoanh chân ngồi ở ngoài phòng tiếp tục chìm đắm ở trong dung hợp bảy ảnh tô minh cảm nhận được dấu hiệu dung hợp rồi có lẽ qua thời gian nữa thì sẽ sơ bộ làm được dung bảy ảnh lại hóa thành một đạo ảnh thuộc về hắn thời gian trôi qua thức nguyệt tông nghiêm ngặt phòng thủ ba năm thiên địa bên ngoài thức nguyệt tông ngày càng nhiều khe nứt cho đến một mùa mưa trong thức nguyệt tông là tuyết bay lất phất bên ngoài thì mưa như trút nước có tiếng nổ như sấm sét nhưng mà mãnh liệt hơn gấp mấy lần giáng xuống tiếng nổ vang vọng trên bầu trời ngoài thất nguyệt tông tràn ngập vô số khe nước như trời sắp sập vậy những khe nước hợp thành cái đồ án to lớn trên bầu trời trong đồ án như đường nét một pho tượng đây là nhất đạo tông một trong ba pho tượng hiện ra đường nước xuất hiện mặt đất vang tiếng nổ khe nước to lớn trập trùng như bao vây thức nguyệt tông một thanh âm tang thương vang vọng khắp khung trời Nhân! thanh âm nói một chữ xong từng khe rảnh dưới đất vang tiếng rít kinh người tiếng khóc gào phập phồng từng bóng người nhảy ra khỏi khe hở hoặc trong bọn họ bay ra khỏi mặt đất nhưng mà thực ra là xuất hiện từ khe nứt những người này lạnh lùng đầy sát khí lao hướng thất nguyệt tông đau thanh âm thứ hai vang vọng trong khung trời trên bầu trời cuồn cuộn trong đường nước khe nứt pho tượng có mấy chục cái bóng người buông xuống toát ra tang thương họ xuất hiện lập tức lao hướng Thất nguyệt tông mười ba trưởng lão trấn thủ bên ngoài Thất nguyệt tông cùng mở mắt ra trong phút chốc biến mất lúc xuất hiện đỡ ở trước mặt của mấy chục bóng người hết sức ngăn cản vang tiếng nổ điếc tai ngay sau đó Thất nguyệt tuyết trận triển khai phong tuyết gào thét nguyên Thất nguyệt tông như không tồn tại bị bão tố băng tuyết thẳng hướng tận mây bao phủ từ xa nhìn như tuyết lông gầm trống hướng thiên địa trong... Thà nằm thốt ra chữ thứ ba, hư vô đằng trước thức nguyệt tông đột nhiên xé rách, lộ ra khe hở to cỡ mấy chục vạn mét. Khe hở như có đôi tay vô hình xé ra. Bên trong một phong lông màu đen, người đầy khe nứt lâu hướng bảo tuyết. Giao ra đệ tử nhập môn trong trăm năm qua, nếu không thì chiến Trong bảo tố lộ ra một khuôn mặt, chính là người đàn ông trung niên áo đỏ họ hàng. Người muốn chiến thì chiến đi, cuộc chiến tranh giữa hai đại tông môn bùng phát rất nhiều người cảm thấy rất là đột ngột nhưng thường chiến tranh đặc biệt là giữa tu sĩ với nhau luôn rất đột nhiên mà phong lông đen rít gào lao hướng bão tuyết phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa nguyên con phong lông tan vỡ gió đen giạt ra ngưng tụ bên ngoài bão tuyết hóa thành một ông lão áo đen ông lão tay cầm một cái cây gậy tu vi hùng hùng phát ra là cường giả đạo tiên cảnh đạo hàng, vì đại tướng nhập môn trong vòng trăm năm thức vượt tông ngươi cần gì phải như vậy, lão phu chỉ là nhóm đầu tiên đến đây mà thôi, sao ta còn có nhiều người nữa kìa, các người không gia nhập thì chỉ có kết cuộc giết tông mà thôi. trong giói lúc lúc này hiện ra khuôn mặt của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng lạnh nhạt nói, <cười> buồn cười, chuyện diệt tông từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy các người dám khơi màu, đừng nói là tông môn khác ra tay hay không, coi như là hoàng tộc cổ tam quốc cũng sẽ không cho phép việc này xảy ra như vậy đâu. Ông lão áo đen cười to rồi bảo. <laughs> Đạo hàng, ngươi tu luyện thời gian ngắn nhất trong 13 đại trưởng lão thất quyệt tông, được tiếng là thiên tài, hy vọng tương lai của thất quyệt tông. Không lẽ ngươi đã quên, đây là 3.000 năm cuối cùng hoàng quyền thay đổi hay sao? ba ngàn năm này hoàng tộc không tham gia mỗi cuộc chiến tông môn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng biến sắc mặt ông lão áo đen lại xông hướng gió lốc cùng lúc đó trong thức nguyệt tông rừng khe nứt đặc biệt là khe hở dài mấy chục mét rừng bóng người lao nhanh ra còn có rừng chiếc chiến xa dữ tợn xuất hiện bên ngoài thức nguyệt tông đã bị tu sĩ nhất đạo tông bao vây kín mười ba trưởng lão ở mười ba hướng cùng đối thủ của mình mở ra cuộc chiến sinh tử trong tiếng nổ ầm ầm Trận này không có đạo lý, chỉ vì tông môn Mắt thấy tu sĩ bên ngoài thất nguyệt tông ngày càng nhiều Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng cười lạnh Trận pháp tồn tại Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng Không lo ông lão áo đen có thể công phá trong thời gian ngắn Trong tiếng nổ, ông lão áo đen lại thụt lùi Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng Ở trong gió lốc lên tiếng Thất nguyệt hàng Vì nghịch thương tuyết, bản diềm quý Mặt trời có bóng Hàng thất nguyệt chi ảnh bão tuyết vang tiếng nổ điếc tai xoay nhanh khuất tán ra ngoài chớp mắt vượt qua phạm vi thức nguyệt tông lan tràn ra bốn phương tám hướng chớp mắt phủ lên phạm vi 10 vạn mét thức nguyệt tông bao phủ tu sĩ nhất đạo tông trong gió tuyết gió sắc bén tuyết như lưỡi dao quanh quẩn tiếng hét thê lương vang vẳng sườn môn thức nguyệt tông vặn vẹo đệ tử hai ba bốn tầng thức nguyệt tông đã chuẩn bị trước vọt ra rồi bọn họ không e ngại gió tuyết tốc độ không chậm hơn thần thông cường đại hơn gió tuyết thủ hộ cho bọn họ, cũng thương tổn người nhất đạo tông sức là nhiều. Đặc biệt là 13 trưởng lão ở trong gió tuyết toàn thân phủ lên bông tuyết. Trong phút chốc tăng vọt, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ông lão áo đen biến sắc mặt. Trước mặt của lão là một bóng người áo đỏ bước ra từ băng tuyết. Người này chính là người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Nhưng đây không phải là bản tôn của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Hiện bản tôn đang trấn thủ trận này vận chuyển. Giờ phút này xuất hiện là đạo ảnh của gã mà thôi. Mắt của ông lão áo đen chợt lóe. Đạo ảnh Thân thể nhanh chóng rút lui Vài bước trong gió tuyết che đi tầm mắt Mắt của ông lão áo đen lộ ra sát khí Đạo ảnh của đạo hàng Mặt không biểu tình cướp bước đi đến Có lẽ về tu vi thì hai người ngang nhau Nhưng mà trong trận pháp Ông lão áo đen hoàn toàn ở vào thế yếu thực ra cho dù không có trận pháp Đạo hàng của hạt châu chí bảo từng thứ sáu thiên ngoại thiên Do đó lão già kia Không thể nào chống lại được dù thời gian ông lão áo đen tu luyện hơn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng nhiều nhưng mà tư chất của lão không thể sánh bằng thiên tài đạo hàng khi cuộc chiến giữa hai đại tông môn hoàn toàn kéo màn trên bầu trời thước nguyệt tông màn trời bị băng tuyết cạn quét trong con mắt đường nét pho tượng dường như tồn tại một thế giới khác giờ phút này trong thế giới kia có một cái hồ nước lăn tăng gợn sóng trên bầu trời đổ mưa trên bờ hồ có một cái chòi có ba người đang đứng nhìn cái giọt nước rơi xuống mặt hồ Từng vòng gợn sống tràn ra ảnh chiếu trận chiến với Thất Nguyệt Tông. Ba người ăn mặc kiểu văn sĩ, trong đó một người vẽ mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói cuộc chiến này là việc đại hoàng tử giao cho, chúng ta không thể xem thường Thất Nguyệt Tông được mà. Một người khác cũng ăn mặc kiểu văn sĩ nhưng mày kiếm làm cho người đó có vẻ sắc bén. Nhưng không ngờ Thất Nguyệt Tông thật sự bất chấp tất cả phản kháng ra. Văn sĩ cuối cùng thì trong gầy gò, tay cầm quạt lông chim, mỉm cười nói. Giống nên là như vậy, đây là cuộc tranh giành hoàng quyền. Nếu mà Thất Nguyệt Tông không hiểu nắm lấy cơ hội mà dân ra mới khiến cho người ta ngoài ý muốn chứ. Mắt của gã ẩn chứa ánh sao đầy trí tuệ. Văn sĩ biểu tình khắc khổ nở nụ cười, chậm rãi nói. Nhưng mà Thất Nguyệt Tông quả nhiên gần giống như Phùng Sư Huynh đã đoán à. Triển khai Thất Nguyệt tuyết trận Tâm hoàng tử đúng là được sắp xếp không ra ngoài mở trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Văn sĩ ánh mắt trí tuệ phải quạt, cười tủm tỉm nói. Chuyện này không khó, dựa theo tính cách của đạo hàng tiền bối không khó đoán ra. 40 năm bị chèn ép, hắn sẽ từ trong trận thất đại sơn môn thất nguyệt tông, chọn ra thất nguyệt tuyết trận. Tam đại hoàng tử thì chỉ cần thất nguyệt tông không chấp tay đưa đi thì sẽ không để cho hắn lộ mặt ra rồi mắt của văn sĩ mỹ kiếm lộ ra vẻ trong mông vậy có lẽ chúng ta sẽ có một cơ hội bắt tam hoàng tử trước khi đại hoàng tử đến rồi thân phận tam hoàng tử làm cho văn sĩ mỹ kiếm có xúc động xúc động hóa thành kích động làm cho gã phát ra tu vi đây rõ ràng là cảnh giới nhị trọng đạo thần cũng được tu vi của tam hoàng tử này dựa theo đại hoàng tử thôi diễn ấy chắc là khoảng nhất trọng đạo thần Người đi bắt người này cũng không sao Giờ phút này ta sẽ giúp người trấn áp cường giả Ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên một lúc Còn mấy đại trưởng lão thất quyệt tông Thì có cường giả trong tông môn từ xa hạn chế rồi Không có đáng lo Điều cần chú ý là vào phong tước đại trận rồi Thì phải làm theo lời ta dặn, Có như vậy mới lẫn vào thất quyệt tông được Nên biết hành động của ngươi là khâu mấu chốt nhất cho chúng ta Những người đi ra ngoài đều là giúp ngươi phân tán sức chú ý của thất quyệt tông hơn nữa người chỉ có thời gian là nửa tiếng thôi trong vòng nửa tiếng phải bắt giữ tam hoàng tử đó người đàn ông mày kiếm cười to rồi bảo <laughs> không cần nửa tiếng mười lăm phút thôi là đủ rồi mắt của người đàn ông mày kiếm bắn ra tia sáng cất bước đi hướng cái hồ nước biến thành cầu vồng biến mất trong một cái giọt mưa rơi xuống hồ hình thành gợn sóng xuất hiện ở thước nguyệt tông sau khi văn sĩ mày kiếm biến mất hai người trong chòi Người mặt khắc khổ nhíu mày nói Tính tình của tôn sư đệ hơi cuồng ngạo Chuyện này mong là đừng xảy ra ngoài ý muốn gì Văn sĩ mắt đệ trí tuệ chậm rãi nói Nếu không phải trận này có sơ hở Tối đa chỉ chịu được nhị trọng đạo thần Thì ta đã không chọn tôn sư đệ rồi Dù gì hắn là người có cảnh giới nhị trọng đạo thần mạnh nhất Yên tâm đi Dựa theo ta suy tính Sẽ không xảy ra vấn đề Ta đã tính hết rồi trong thất nguyệt tông giờ đây gió tuyết gào thét tràn ngập thiên địa bao phủ bốn phương tám hướng trên bầu trời trong gió tuyết có thêm một bông tuyết trong thất nguyệt tông giờ đây gió tuyết gào thét tràn ngập thiên địa bao phủ bốn phương tám hướng trên bầu trời trong gió tuyết có thêm một cái bông tuyết nếu mà nhìn kỹ thì sẽ thấy bông tuyết bay ra khỏi mắt phải phao tượng trên trời rơi xuống hòa cùng bông tuyết xung quanh bông tuyết rơi theo gió trong gió tuyết không ngừng truyền đến chết chóc nó rơi vào trong sơn môn thất nguyệt tông Dường như trận pháp này chẳng có chút trở ngại với bông tuyết. Mỗi bình chứng bị bông tuyết xuyên thấu theo cái đường bay, nhìn như không có quy luật, nhưng mà dựa theo quỷ tích nào đó. Mãi khi bông tuyết rơi vào tầng thứ hai thiên ngoại thiên, rơi vào tầng thứ ba, tầng thứ tư, cuối cùng bay đến thế giới tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Bông tuyết rơi xuống, hòa tan, hóa thành thanh niên mày kiếm mặc áo dài văn sĩ. Gã không lập tức hành động mà nhắm mắt lại, bên bông như đang chờ điều gì. Khi thanh niên mày kiếm xuất hiện ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên, thì nơi này ầm vang. Trên bầu trời xuất hiện một cái bàn tay vô hình. Không biết bàn tay to này xuất hiện như thế nào, ứng xuống mặt đất, thiên địa tầng thứ năm thiên ngoại thiên vang tiếng nổ điếc tai. Áp lực khổng lồ bao phủ bốn phía, khiến các tu sĩ tại tầng thứ năm thiên ngoại thiên tinh thần rung lên, người căng cứng không thể nhúc nhích. Thế giới tầng thứ năm thiên ngoại thiên xuất hiện từng khe nứt, tràn ngập tám hướng, phong ứng mọi khu vực. Những khe nứt tìm đến mép tầng thứ năm thiên ngoại thiên, phong ứng, dù cho người đàn ông trung niên áo đỏ, đạo hàng và những người khác lập tức phát hiện, nhưng mà không thể đuổi về kịp. Dù có chạy về kịp cũng không thể trong vòng nửa tiếng mà phá cái phong ứng tầng thứ năm thiên ngoại thiên này được. Bởi vì phong ứng tầng thứ năm thiên ngoại thiên, trấn áp tu sĩ tầng này là một người có tu vi họ không thể đối kháng được. Người này ở tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, chậm rãi dơ lên bàn tay lúc nãy phong ứng tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Mỉm cười, nhìn 12 trưởng lão thất nguyệt tông biểu tình lạnh băng trước mặt mình, các vị đạo hữu, nhiều năm không gặp rồi, có khỏe không vậy? Trong 12 đại trưởng lão này, trong đó có sư phụ của Tu Minh ở Thất Nguyệt tông này, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời này nhìn người mặc áo đen trước mặt, khuôn mặt điển trai trông như thiếu niên trước mặt của mình. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời chậm rãi nói: "Sâm Mộc Đại Đạo Tông." Thiếu niên áo đen này là một đại đạo tông, nguyên cổ tán quốc không tới 30 cường giả tuyệt đỉnh như vậy sâm mộc đại đạo tôn trong sâm mộc đại đạo tôn này trẻ tuổi như vậy thực ra tuổi tu luyện lâu hơn các đại trưởng lão trừ đại trưởng lão mà thứ nhất thức nguyệt tôn ra những người còn lại tuổi tác không bằng sâm mộc đại đạo tôn thiếu niên áo đen mỉm cười nói hứa trung phàm hứa đạo hữu nhiều năm không gặp rồi không ngờ ngươi đã ngưng tụ ra đại đạo chi hoàng rồi nụ cười kia rất chân thành không có vẻ gì là giả dối cảm giác như tắm trong gió xuân Sâm mộc đại đạo tôn này cẩn thận nhìn sư phụ của tu minh trong thức Nguyệt Tông, cười rồi nói. <cười> vẫn chưa chúc mừng hứa đạo hữu nhận được một đệ tử tốt nha. Khiến cho mệnh cách bản thân cao quý, có hy vọng thành tựu đại đạo đó Sư phụ của tu minh trong thức Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời, mặt âm trầm. Mấy đại trưởng lão bên cạnh của gã vẻ mặt sát khí lạnh lùng nhìn sâm mộc đại đạo tôn. Chỉ có một người, ông lão tóc bạc vẫn luôn nhắm mắt lại. Tuy xếp ở trong hàng đại trưởng lão Nhưng khác với người ngoài Sư phụ của tu minh trong thất nguyệt tông Nhìn chăm chăm xăm mộc đại đạo tông Chậm rãi nói Xăm mộc đại đạo tông đến chơi Thất nguyệt tông được trạng rỡ dễ dàng Nhưng đại đạo tông không theo lễ nhận Chúng ta đón chào Mà tùy tiện bước vào thiên ngoại thiên Không lẽ nhất đạo tông xem thường Thất nguyệt tông ta dữ vậy sao Xăm mộc đại đạo tông vẻ mặt như thường vẫn luôn mỉm cười Mắt liếc qua những đại trưởng lão thất nguyệt tông con người coi rút nhìn ông lão đang nhắm mắt sâm một đại đạo tôn trầm ngâm chắp tay cúi đầu hướng ông lão luôn nhắm mắt kia à là sâm mẫu thất lễ rồi bái kiến cổ thái tiền bối sư phụ của tu minh trong thức quyệt tông người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời bước ra một bước đôi mắt âm trầm chậm rãi nói tự tiện xông vào bản tông thiên ngoại thiên phong ấn tầng thứ năm bản tông chi giới dùng áp lực bức hiếp đệ tử trong bản tông Đại đạo tông không cảm thấy mất thân phận hay sao vậy Một câu thất lễ là xong sao Mặt mũi thất nguyệt tông ta ở đâu chứ <laughs> Thật ngại quá Xâm ta tu luyện lâu nên không hiểu rõ chuyện tình thế gian Hôm nay đúng là tự tiện đến Không nên ra tay phong ứng tầng thứ năm thiên ngoại thiên Của thất nguyệt tông của ngươi như vậy Đúng là mất thân phận mà Dùng áp lực trói buộc những tiểu bối như vậy thiệt là kỳ đó nha Nhưng mà hôm nay đã lỡ vậy rồi biết sao giờ Xăm mẫu lỡ của gì đắc tội Thì cứ kêu bà nội của ngươi đến đây đánh ta đi Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cười tủm tỉm nhìn Hứa Trung Phàm, trừ câu cuối cùng ra, còn lại những cái lời nói kia thì rất chân thành. Nếu nghe những câu đầu của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn sẽ dịu sắc mặt, nhưng mà khi gã nói xong câu cuối thì tất cả mọi người ở đây đều thay đổi mùi vị. Mười mấy đại trưởng lão thức nguyệt tông ánh mắt lạnh băng nhưng không có tỏ ra bất ngờ gì, hiển nhiên sớm hiểu tính cách của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn này rồi. Đâu rồi? Ông lão luôn nhắm mắt, giờ từ từ hé ra, bên trong không có con ngươi, trắng xóa. Khi ông lão nhìn người ta sẽ tạo ra cảm giác rất kỳ lạ. Ông lão bình tĩnh nói. Xăm mộc nào, thất quyệt tông ta sẽ không giao người ra. Muốn đâu thì thất quyệt tông ta sẽ chiến tới cùng. Các người có thể đến vì đại hoàng tử, thì thất quyệt tông ta sẽ vì tâm hoàng tử không tiếc diệt công. Nhưng nghe nói là hoàng tử ở Tu La Môn có vẻ sắp đổi vậy rồi đó. Ông lão nói mà không lộ ra cảm xúc. Đại trưởng lão xung quanh lão đều lùi lại một bước, đẩy lão vào vị trí chính giữa, lấy lão làm chủ. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không còn nở nụ cười, vẻ mặt trầm trọng. Cổ thái tiền bối vẫn uy nghiêm như ngày nào, Sâm... Xăm... Lúc lão phu thành đạo thì ngươi còn hầu hạ sư phụ của ngươi. Chiến hay không, nói mẹ một tiếng đi. Lão phu chỉ cần một câu thôi, đừng nói nhảm. Thiếu niên Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chưa nói xong, thì ông lão lạnh nhạt ngắt lời. Bá khí mạnh mẽ phát ra xăm một đại đạo tôn im lặng nhìn chăm chú cổ thái mắt chực lóe khẽ thử dài rồi nói năm đó xăm mẫu từng nghe sư phụ nói trong cổ tán quốc có ba vị cửu trọng đạo thần sau ba tiền bối này á là chỉ có một vị được tiếng là chỉ cần bước vào đại đạo tung liền có thể trở thành cửu trọng đạo thần đó chính là cổ thái tiền bối dù sao ngươi là tu sĩ duy nhất từng đấu với ba vị cửu trọng đạo thần mà không chết mà tiếc rằng ngươi cô tâm kết dẫn đến thương tâm khiến cho ngươi không thể bước vào đại đạo tung nhưng mà sâm ta thừa nhận tiền bối vẫn là tiền bối nếu thực sự chiến đấu thì sâm ta không quá nắm chắc rồi sâm một đại đạo tung nhìn cổ thái trước mặt lại chấp tay cúi đầu. hôm nay sâm mẫu đến là muốn đánh cược với thất nguyệt tông thời gian là nửa tiếng mặc kệ thắng hay thua thì sâm mẫu sẽ xin lỗi mà rời đi ông lão lạnh nhạt nói nếu thua thì như thế nào sâm một đại đạo tuôn nói ngay Mười giảng đạo quyển Ba trăm giảng nhập đạo linh cảm ngộ khác nhau Không cần Nếu người thắng thì mọi chuyện khỏi nói rồi Nếu người thua Trong phạm vi giảng mát Người nhất đạo tông nào xâm phạm Thì để mạng lại đây Lời thốt ra Con người xâm một đại đạo tuôn coi rút lại Vẽ mặt xâm một đại đạo tuôn dứt khoát Được Dù sao ông lão trước mắt này Tuy tu vi chỉ là đại đạo tuôn nhưng mà đừng nói là sâm mộc đại đạo tôn coi như sư phụ của gã cũng phải e ngại không dám tùy tiện trêu chọc năm đó ông lão này nổi danh chấn động nguyên cổ tán quốc trên người của lão còn có một ít thủ đoạn trong truyền thuyết lão có thể phỏng theo một thức thần thông của ba cửu trọng đạo thần ông lão lạnh nhạt nói bao gồm trên bầu trời lần này sâm một đại đạo tôn im lặng nhưng rồi gật đầu khoanh chân ngồi vung tay áo một nén nhang xuất hiện giữa sâm một đại đạo tôn và đám người nhan đang cháy. Bên cạnh ông lão, sư phụ của tu Minh trong thức Nguyệt Tông, hứa trung phàm vẻ mặt lo lắng, ngập ngừng nói. Tông lão nè, việc này... Ông lão trừng mắt nhìn sư phụ của tu Minh trong thức Nguyệt Tân, hứa trung phàm này, rồi nói. Chuyện này chúng ta không giúp được hắn, nếu hắn thất bại là số mệnh, chứng minh hắn không phải là người kia. Nếu hắn thắng, thức Nguyệt Tông ta không tiếc diệt tông gì hắn các đại trưởng lão xung quanh im lặng, không ai nói cái gì nữa. Ánh mắt mọi người tập trung vào cái nén nhang đang đốt cháy, khối tán đi. Trong từng thứ năm thiên ngoại thiên, thanh niên mậy kiếm vốn đứng im không nhúc nhích, chợt mở mắt ra, lóe tia hưng phấn và sát khí. Trò chơi bắt đầu, thời gian một nén nhang sau. <laughs> Ta chỉ cần nửa nén nhang là đủ rồi. Văn sĩ mậy kiếm này mở mắt ra, người liền phát ra tiếng răng rắc. Lúc trước trông như gã xuất hiện trong tuần thứ năm thiên ngoại thiên, nhưng mà giờ trong tiếng răng rắc như gã mới buông xuống, nhất chân hóa thành cầu vồng, lao hướng mặt thứ ba tu minh đang ở. Bắt giữ tâm hoàng tử hả? Bản công tử sẽ không chọn điều này, ta phải giết hắn. <laughs> Lúc đó ta sẽ trở thành người từ xưa đến nay là tu sĩ thứ nhất giết hoàng tộc. Giết người này thì có lẽ ta có cơ hội đoạt mệnh cách của hắn rồi. Giết hắn thì tu vi của ta sẽ tăng lên, còn như giết chết hắn thì trong ba ngàn năm ta sẽ không làm trái với quốc pháp cổ tán quốc. Còn vì ba ngàn năm sau nếu ta không thể là cửu trọng đạo thần, sống cũng không có ý nghĩa gì. Nếu thành công cửu trọng đạo thần, ai làm gì được ta chứ? <cười> Tiếng cười của văn sĩ mày kiếm này vang vọng. Bóng dáng của người này xuất hiện trên núi thứ ba. Văn sĩ mày kiếm này không bước vào vách núi tu mình đang ở mà lộ mặt dưới chân núi. Tiếng cười văng vẳng, cất bước, đi lên rừng bước một mỗi bước mà văn sĩ mày kiếm này đạp xuống sẽ khiến cho núi y thứ ba rung lên uy nhiếp mãnh liệt tùy theo từng bước chân của gã buông xuống hình thành khí thế cường đại càng lúc càng lớn mạnh hơn khí thế hóa thành thanh âm tự tin hưng phấn thuộc về cái gã văn sĩ mày kiếm này tam hoàng tử kẻ giết ngươi tên là điện hà tô minh khoanh chân ngồi ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên trên mặt thứ ba dù là giới này đã bị phong ứng hay uy hiếp trấn áp đều không ảnh hưởng gì đến hắn dường như tránh đi khu vực hắn ở. Vì điều này nên Thức Nguyệt Tông mới đồng ý đánh cuộc với Sâm Mộc Đại Đạo Tông. Nếu không thì đã là tình hình khác đi rồi. Tất cả đều được Nhất Đạo Tông tính toán kỹ càng. Giờ phút này Tô Minh khoanh chân nhắm mắt, cảm nhận giới này phong ứng. Cảm nhận tầng thứ năm thiên ngoại thiên bị áp lực kinh khủng bao phủ, làm cho tầng thứ năm thiên ngoại thiên thành cái lồng giam. Những người ở bên trong hơi thở hỗn loạn, khó khăn chống cự, tô minh cảm nhận từng thứ năm thiên ngoại thiên như lau tù xuất hiện hơi thở lạ hơi thở mạnh mẽ kèm theo sát khí điên cuồng núi chấn động bên tai Tu minh vang thanh âm điên cuồng sát khí tô minh khẽ thở ra hắn biết không thể tránh khỏi trận chiến này đành thở dài dung hợp với ảnh thân của mình tô minh đã tìm ra dấu vết nhưng luôn dừng lại ở hình kẹt lại bình cảnh thiếu một cơ hội tô minh định mở mắt ra thì chợt khựng lại lắng nghe cái gì thật lâu sau tô minh vẻ mặt bình tĩnh từ bỏ ý định mở mắt ra. Núi chấn động ngày càng mãnh liệt, tiếng bước chân dần dần truyền đến, tiếng cười trầm thấp, hơi thở sát khí cùng hưng phấn dung hợp vào nhau, tràn ngập cả núi thứ ba. Hơn 10 giây sau, cách tu minh mấy chục trượng, thân hình văn sĩ mày kiếm điện hà hiện ra, hơi thở trên người của gã đã đạt đến đỉnh cao nhất. Văn sĩ mày kiếm điện hạ liếc sơ liền thấy tô minh đang khoanh chân tĩnh tọa ngoài gian nhà, mỉm cười, nói. Tam hoàng tỷ điện hạ tôn kính nè, người đã bỏ lỡ cơ hội phản kháng tốt nhất rồi đó. Có thể đạt tới cái tu vi đến trình độ này, thì văn sĩ mị kiếm điện hạ này không phải là người ngu dốt gì. Mặc dù gã cuồng vọng nhưng mà có tâm kế. Gã từng bước một đi đến, một mặt là tạo áp lực cho tô minh, mặt khác là tu vi của gã ở trong thức nguyệt tông trải qua trận pháp lúc trước cần từng chút một hồi phục đến đỉnh. Đó là đỉnh nhị trọng đạo thường. Hey, thời gian vẫn còn sớm một chút Hay là để ta giới thiệu mình trước cái nha à? Cũng để cho tam hoàng tử biết rõ thân phận người giết người Văn sĩ mày kiếm Điền Hà Cười bước lên bậc thang đi tới gần Tô Minh Ta là Điền Hà Thất đệ tử môn hạ đệ nhị đạo điêu của nhất đạo tông Bây giờ là sát sử của nhất đạo tông Tu di nhị trọng đạo thần Nói đến quê hương cùng nằm ở trong cổ tán quốc đó Cách hoàng đô không có xa ha Điền Hà vừa nói vừa tới gần Tô Minh Giờ đã giới thiệu xong rồi Tam hoàng tử nè Ngươi có thể đi chết đi Điền Hà dây trước còn cười tẩm tiểm Nhưng mà dây sau nụ cười biến thành dữ tận Mắt chất chứa sát khí Hưng phấn Điền Hà vung tay lên chỉ hướng tu minh Thiên địa chấn động Nguyên cái ngọn núi thứ ba xuất hiện nhiều khe nứt Ở trước mặt của điền Hà Hư vô biến ra từng bóng kiếm Khoảnh khắc đến trăm vạn cái ập hướng tu minh Trong mỗi một cái bóng kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố Có thể xé rách thiên địa Rít gào lao đến Tu Minh vẫn không mở mắt, nhưng mà đôi tay nâng lên ứng pháp quyết, tóc dài tung bay, quần áo bị phức phới, ánh sáng nhu hòa bao phủ người Tu Minh thành cái tầng phòng hộ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, trăm vạn bóng kiếm bao trùm Tu Minh, sau đó tiếng gầm rú càng mãnh liệt hơn. Những cái bóng kiếm tan vỡ thành đốm sáng tứ tán, Tu Minh vẫn khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, màn sáng phòng hộ ngoài người của hắn ảm đạm nhiều nhưng mà không vỡ. Điền Hà cười nói, <laughs> Hơi thú vị rồi nha, không uống là tam hoàng tử, trên người có mang theo pháp bảo phòng hộ ha. Mắt của Điện Hà tràn ngập sát khí, cất bước tới gần, giơ tay phải. Hai ngón chỉa thành cái mũi kiếm rạch hư vô, có lửa trắng đốt cháy quanh ngón tay của Điện Hà. Hai ngón tay điểm vào cái màn sáng ngoài người tu minh. Ngón tay chạm vào màn sáng rung rẩy, tiếng răng rắc vang lên xuất hiện khe nứt. Điền Hà cười lạnh lên tiếng, dở cho ta màn sáng ngoài người tu minh vỡ nát tiếng cười dài cuồng ngạo truyền ra tay phải của điền hà không chút tạm dừng ngay khi cái màn sáng tan vỡ thì điểm vào trán của tu minh tam hoàng tử không tiễn <cười> tiếng cười của điền hà vang vọng giữa phút này tầng thứ bảy thiên ngoại thiên người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời sư phụ của tu minh trong thức nguyệt tông hứa trung phàm làm vẻ mặt căng thẳng lo lắng nhất gã là sư phụ của tu minh dù chỉ trên danh nghĩa là gã tự quyết định nhưng mà giờ gã lo lắng rất chân thành mặc kệ bên trong có dính líu đến nỗi lo cho mình hay không nhưng bây giờ gã thực sự lo cho tu minh gã đang rất là lo âu thấy tình hình ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên những người có mặt ở đây đều trông thấy rõ diễn biến ở chỗ tu minh và điền hà sư phụ của tu minh trong thức nguyệt tông hứa trung phàm nhìn cổ thái đại trưởng lão mạch thứ nhất Tông lão, người này là nhị trọng đạo thần, việc này bất công quá. Cổ thái biểu tình bình tĩnh, nhưng mắt lóe tia sáng, lạnh nhạt nói. Có nhìn tiếp đi. Trong từng thứ năm thiên ngoại thiên, mang sáng ngoài người tu minh vỡ ra, ngón tay của điện hạ sắp đụng vào trán của hắn, thì tu minh vẫn nhắm mắt, không tránh né. Người tu minh có bóng chồng, một bóng người bay ra, thành cầu vòng, va và đụng vào cái ngón tay của điện hạ. Tiếng nổ vang vọng, ngón tay của điền hà khựng lại lùi lại mấy bước ngẩng đầu nhìn bóng người ngăn cản ngón tay của điền hà hóa thành hình dạng tu minh mặt trắng bệch thân hình hư ảo như tùy thời tan biến cảm giác như cái thân ảnh bóng chồng của tu minh này đỡ một kích kia rất là miễn cưỡng điền hà nhếch môi cười nói ảnh thân <laughs> khá lắm khá lắm đó nha. điền hà bỗng nhiên biến mất khi xuất hiện đỡ trước mặt bản thể tu minh đang nhắm mắt tĩnh tọa ảnh thân tu minh cũng biến mất xuất hiện giữa Điền hà và bản thể tiếng nổ kinh thiên động địa sương mù xoay tích Điền hà giơ tay phải chập hướng hư không Thiên chi kiếm trên bầu trời tầng thứ năm thiên ngoại thiên bị phong ấn xuất hiện một khe nước to lớn khe hở vừa xuất hiện liền biến thành thanh kiếm bất quy tắc lao xuống đất hướng tới tu minh vàng tiếng nổ điếc tay từ bốn phương tám hướng ảnh thân tu minh bị kiếm xuyên thủng ở trước mặt tu minh bản thể hóa thành mảnh vỡ đen hút vào trong cơ thể người tu minh lại xuất hiện bóng chồng khác lần này không phải một ảnh mà là hai trong đó một là mùa đông trong tứ quý tu minh cảm ngộ mùa đông thiên chi ảnh hai ảnh thân của tu minh xuất hiện lao hướng điền hà khoảnh khắc đến gần ánh mắt của điền hà lộ ra vẻ cuồng ngạo chân phải giơ lên dẫm xuống đất bùm một tiếng dưới chân của điền hà xuất hiện nhiều khe nứt vặn vẹo hóa thành từng thanh kiếm vọt hướng hai ảnh thân của tu minh hê tài mọn không biết lượng sức mà Tam hoàng tử nè, một kiếp này của ngươi không qua được đâu. Điền hạ giơ đôi tay lên trước ngực để tới trước. Tóc của gã như bị cuồng phong ập vào mặt, thổi bay ra sau gáy. Núi dưới chân của gã thì rung rẩy, thế giới sau lưng vặn vẹo. Tầng thứ năm thiên ngoại thiên, xung quanh điền hạ phát ra tiếng nổ điếc tai. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng thanh kiếm vặn vẹo, nhìn như không có giới hạn, cả hư không đều là kiếm quang. Nhất kiếm trảm đạo! Khi Điền Hạ ra tay thì hai ảnh thân của tu minh cũng bay ra, lắc người thành khối đen. Trong sương khối cuộn cuộn huyển hóa ra một cái bàn tay to màu đen, bắt hướng Điền Hà. Cùng lúc đó một ảnh thân khác của tu minh, đồng thiên chi ảnh khép mắt chợt mở ra. Trong phút chốc thế giới của hắn đổ tuyết, bầu trời âm u, bão tuyết xuất hiện. Trên bầu trời như có một con mắt sắp mở ra. Từng thứ năm thiên ngoại thiên như có bóng ma bao phủ. Điền Hà cuồng cười, <laughs> Thực pháp không tệ đó Đáng tiếc là quá yếu đi Hai tay của Điện Hạ Chật tách ra Vài cái luồng kiếm quang bay ra Và chạm với tay khối đen của tu Minh Với bão tuyết rít gào Với bông tuyết trên trời Với đôi mắt sắp mở hoàn toàn Mở cuộc chiến kinh trời Trong tiếng nổ Mặt trời vỡ Bông tuyết tan nát tu Minh đông thiên chi ảnh Triệt để vỡ vụn ra Bàn tay khối đen thành bốn năm mảnh Hóa thành từng sợi tơ bắn ra sau nhập vào bản thể tu minh đang khoanh chân ngồi hey, hey, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không vị tâm hoàng tử Thất nguyệt tông có thất mạnh thuật không tính bản mạnh của ngươi chắc vẫn còn ba ảnh thân hả thời gian một nén nhang mới qua có ba thần thôi nè 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 tới đi tại chơi với ngươi điên hà lộ ra vẻ hưng phấn khi gã đánh nhau với người ngoài sẽ không thấy như vậy nhưng hôm nay đối diện tu minh gã thích làm như vậy thích cảm giác vui đùa như thế này bởi vì trước mắt của điền hà là hoàng tộc cổ tán quốc là cao quý đến không thể có sự bất kính nào đó là tam hoàng tử cơ hội được ngược sát hoàng tộc khiến cho điền hà chỉ cần tưởng tượng đã thấy hưng phấn rồi vì vậy gã muốn kéo dài sự hưng phấn này gã muốn làm cho tam hoàng tử sợ hãi gã muốn thấy nỗi kinh sợ trong dữ tợn và hưng phấn điền hà bước tới một bước giơ tay phải lên chém xuống tam hoàng tử nè sao không đưa ba ảnh thân còn lại của ngươi cho điền mẫu giết vậy điền hà dứt lời người tu minh xuất hiện bốn chồng ba ảnh thân cuối cùng lập tức xuất hiện hóa thành ba ảnh thu hạ xuân lao hướng gã điền hà thấy như vậy thì điên cuồng cười lúc này trên tầng thứ bảy thiên ngoại thiên mắt sư phụ của tu minh Thức nguyệt tông hứa trung phàm tràn ngập sát khí nhìn chăm chăm điền hà ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên đối diện bọn họ sâm một đại đạo tôn cười tủm tỉm nhưng lòng có sự tức giận Gã không giận Điện Hạ giết hay bắt giữ, mà bực mình người này muốn giết thì dứt khoát một chút đi. Trêu đùa như vậy, lỡ như phức tạp hơn thì... Cổ thái lạnh nhạt lặp lại. Đây là kiếp của hắn, cứ nhìn tiếp đi. Khi cổ thái thúc lời, trong từng thứ năm thiên ngoại thiên quanh quẩn tiếng cười của Điện Hà Điện Hạ khinh thường nhìn thân thể tu minh có bóng chồng, chớp lóe xuất hiện ba thân ảnh. Điện Hà nhìn ba thân ảnh hóa thành bộ dạng của tu minh, gã có sự hưng phấn lại giết chết tam hoàng tử điền hà cười nói <cười> nên kết thúc trò chơi được rồi thời gian nữa nén nhăn sắp đến rồi <laughs> điền hà vẻ mặt khinh thường giơ tay phải lên ấn xuống đất bùm một tiếng mặt đất rung rinh ngọn núi thứ ba như sắp sụp xuống bốn phương tám hướng mười ba ngọn núi chấn động từng khe nứt xuất hiện điền hà nhấc tay phải lên các thanh kiếm ngưng tụ hóa thành kiếm to cỡ trăm mét quét xuống lầu hướng Tu minh. Tiếng nổ quanh quẩn, kiếm to mang theo lực lượng vô thượng, ẩn chứa tu vi đỉnh nhị trọng đạo thần của Điền Hà, chặt đứt thu ảnh, chém hạ thân, chặt nát xuân. Ba ảnh thân của Tu minh vỡ ra nhập vào bản thể của Tu minh. Lúc này thanh kiếm đến gần đỉnh đầu sắp chém vào bản mệnh của hắn rồi. Chơi đùa đúng là nên kết thúc được rồi. Tu minh khoanh chân tỉnh tọa, chợt mở mắt ra, nói thân thể tu minh khoanh chừng 40 năm lần đầu tiên mở mắt ra. Đây là hắn mở mắt lần thứ hai sau khi xông qua 18 trận trước. Dù là ở hội trưởng lão thức nguyệt thì chỉ có ảnh thân của tu minh đi ra mà thôi. Dù điền Hà vũ nhục rất nhiều nhưng mà hắn chẳng hề mở mắt. Dù tất cả ảnh thân bị đập vỡ thì cũng không mở mắt ra. Chỉ có giờ phút này đôi mắt nhiều năm qua nhắm chặt này hé mở, lộ ra tia sáng âm u. Khi tu minh mở mắt ra, ánh mắt va chạm với điền hà, gã chợt biến sắc mặt tinh thần như có sát đánh, đầu óc ù vang. Không biết sao mà tim của Điện Hạ dường như ngừng đập, cảm giác nguy hiểm sinh tử khó tả bao phủ lòng gã. Nguy hiểm xuất hiện rất là đột ngột, Điền Hạ không kịp phản ứng. Tô Minh đứng lên, kiếm to đã chém tới đỉnh đầu chỉ cách bảy tầng, nhưng bị lực lượng vô hình ngăn cản khó có thể chém xuống. Điền Hà là cường giả nhị trọng đạo thần, kinh nghiệm chiến trận cực kỳ phong phú, lập tức quát to. Bảo! Điền Hà cất bước lao hướng Tô Minh, tiếng nổ ngập trời vang lên kiếm to vỡ tan hóa thành vài cái mảnh bao phủ tô minh cùng lúc đó điện hạ xông vào hư vô vặn vẹo do mảnh vỡ hình thành nhưng mà chờ có tiếng hét vang lên điện hạ bắn ngược ra lùi lại trăm mét hầu cho ngậm máu vẻ mặt không thể tin trong ánh mắt của điện hạ mảnh kiếm to giờ đã thành hư vô vặn vẹo giây phút này như thời gian đứng lại tất cả bình bồng không nhúc nhích tụi minh đứng ở bên trong biểu tình bình tĩnh từng bước một đi ra hắn đứng ở đó dưới thân không có cái bóng khí thế làm cho điền hà kinh sợ nhanh chóng ngưng tụ trên người tô minh tô minh nhìn thân thể của mình mỉm cười rồi nói phải cảm ơn ngươi rồi chính nhờ ngươi xuất hiện trợ giúp ta dung hợp bảy ảnh ngưng tụ ra đạo ảnh thuộc về ta cảm giác dung hợp này thật là không tệ đó tô minh bước sang một bước trong một khắc xuất hiện ở trước mặt điền hà tay phải tùy ý vung lên điện hạ biến sắc mặt giơ tay ứng pháp quyết sau lưng lấp lánh vô số kiếm quang hóa thành trăm vạn bắn hướng tô minh tô minh lạnh nhạt nói tài mọn không biết tự lượng sức mình đây là kiếp của ngươi ngươi không qua được đâu tô minh lặp lại lời trước kia của điện hà đã nói đối mặt trăm vạn kiếm quang ập đến hắn chỉ vung tay phải thiên địa chấn động những cái kiếm quang khựng giữa không trung như bị đông lại tay phải tô minh ấn vào ngực của điện hà Điền Hà vẻ mặt hoảng sợ muốn thụt lùi lại. Khi bàn tay tu minh đến gần, người của Điền Hà xuất hiện ngàn tầng sáng chồng lên nhau. Nhưng mà tay hắn xuyên qua, từng tầng tan vỡ, dây lát đã nát hết. Tay tu minh đụng vào ngực của Điền Hà. Tiếng nổ vang lên, Điền Hà hết thảm thiết, thân thể như diệu đứt dây văng ra xa mấy trăm mét. Ngực của Điền Hà chớp lối ánh sáng, ngưng tụ ra một khối tinh thạch tan vỡ. Tinh thạch nát bấy như bột phấn, thay thế chịu một kích vừa rồi cho gã điền hà tràn ngập khó tin gã rất khó chấp nhận sự thực này tâm hoàng tử lúc trước bị gã ngược sát khi dễ giờ đã biến thành cường đại khiến cho người khó tin tình hình biến đổi quá nhanh trái ngược quá lớn điền hà hoảng hốt như đang nằm mơ vậy nhưng mà tinh thạch bảo mệnh vỡ nát rồi nhắc nhở cho điền hà gã mới hút ngụm khí lạnh không thể che giấu hoảng sợ ở trong mắt tu di tu di của người là gì tu di của ta hả Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khép mở mắt. Khi mở ra thì tóc không gió tự bay, quần áo bay phần phật. Khí thế cực kỳ nhanh bùng phát ra, làm cho Điện Hà nghẹt thở. Đó không phải là nhất trọng hay nhị trọng đạo thần, đó là tam trọng đạo thần, đạo tiên cảnh. Nguyên tầng thứ năm thiên ngoại thiên vào giây phút này chấn động, trên bầu trời cuồn cuộn, tiếng nổ tràn ngập, 13 ngọn núi rung rinh, dường như Tu minh vào giờ khắc này là mặt trời chói mắt nhất cái tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Khi thế, tu vi của tu minh phát ra, như động lại mọi quy tắc tầng thứ năm thiên ngoại thiên vận chuyển bên trong quy tắc còn có một thi lực lượng năm tháng đảo ngược hình ảnh này chẳng những làm cho điện hạ biến sắc mặt bao gồm đám người tầng thứ bảy thiên ngoại thiên con người coi rút sư phụ của tu minh trong thức nguyệt tông hứa trung phàm cũng bật cười cổ thái đại trưởng lão công lên khóe môi Xăm một đại đạo tôn đứng đối diện bọn họ vẫn khoanh chân ngồi nhưng mà biểu tình cực kỳ khó coi đặc biệt là trong mắt có thi giật mình Xăm một đại đạo tôn giật mình là không ngờ tu vi của tu minh là tam trọng đạo thần, có vẻ như mới đột phá không lâu, chưa ổn định. Hoặc nên nói đây không phải đột phá, mà là đạo ảnh ngưng tụ cưỡng ép thúc đẩy chuẩn đạo tiên cảnh. Tu minh còn cần một lần đạo thần tông thiên chi âm mới thực sự đạt đến đạo tiên cảnh hòa hợp với thiên địa chi linh làm một. Nhưng mặc kệ thế nào, giờ đây tu minh bùng phát ra tu vi cường đại đến cho điền hạ không thể chống cự. Xăm một đại đạo tôn con người coi rút, là trong tuần thứ năm thiên ngoại thiên, tu vi của tu minh khuất tán có dấu hiệu thời gian yên lặng và nghịch chuyển. Gã không để ý thời gian đứng lại, nhưng mà chú ý lực lượng năm tháng đang đảo ngược. Xăm một đại đạo tôn đã như vậy thì đừng nói đến Điện Hạ đang đối mặt với tu minh. Khi tu vi của hắn hoàn toàn lộ ra thì gã đã bị hoảng sợ, rung động. Điện Hạ không thể ngờ việc giết chốc lần này trông đơn giản, nhưng xuất hiện thế lực ngược làm cho người ta khó có thể chấp nhận điền hà vốn nên là cường đại hưng phấn giết tam hoàng tử thành tựu khí vận của mình chuyện vốn nên là như vậy mới đúng nhưng mà nhưng sao lại trở nên như vậy tình hình nghịch chuyển như vậy khiến cho điền hà cảm thấy như lời nói lúc trước hưng phấn cuồng vọng thành trò cười ấu trĩ vô cùng điền hà cho rằng mình cường đại có thể giết người đó kiêu ngạo hên hoang trước mặt của cường giả đạo tiên cảnh mọi thứ hóa thành lạnh lẽo Điền Hà vẻ mặt điên cuồng, rít gào nhanh chóng thụt lùi, hai tay giơ lên mạnh vỗ vào trắng. Điền Hà nổi gân xanh, thân thể xuất hiện từng cái khe nứt. Điền Hà khàn khàn gào thét. Bản mệnh đạo kiếm. Thân thể Điền Hà phát ra tiếng nổ, từng thanh kiếm màu máu rít gào bay ra khỏi khe hở thân thể của gã, ngưng tụ thành cái thanh kiếm to trước mặt của gã, dấy lên biển máu ngập trời lao hướng Tô Minh. Điền Hà liều mạng, mắt Tô Minh lộ ra chăm chọc nói lời lúc trước Điện Hạ đã từng nói. <laughs> Thuật pháp không tệ, đáng tiếc, quá yếu. Tô Minh vừa dứt lời, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Đông thiên chi ảnh! Lúc trước ảnh thân của Tô Minh từng thi triển rồi, nhưng bị Điện Hạ trào phúng. Hôm nay, bản tôn của hắn thực hiện thì mặt của gã trắng bệt. Cả bầu trời biến thành màu đen, màn trời như nứt vỡ ra từng mảnh, vô số bông tuyết rơi xuống, màu tuyết không phải là trắng nữa mà là sắc bóng đêm tuyết đen rơi trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên tay phải tu minh hạ xuống chỉ vào điền hà tu minh lạnh nhạt nói đây là kiếp mùa đông ta cho ngươi tất cả tuyết đen tràn ngập trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên chợt ngừng lại rít gào sắc nhọn lao hướng điền hà trông như thiên chi ảnh buông xuống muốn đồng hóa điền hà thành một phần trời đêm vậy điền hà phát ra tiếng hét thê lương lão đạo cứu ta huyết kiếm trước mặt của điện hạ tăng nhanh tốc độ tỏa ra huyết quang ngập trời kéo theo huyết hải sau lưng của gã gầm rống tay trái điện hạ ứng cái pháp quyết vỗ vào trong ngực phun ra búng máu 13 ngọn núi xung quanh chấn động xuất hiện 13 thanh huyết kiếm nghền đón tuyết đen đang ập đến điện hạ cầm huyết kiếm đâm vào tu minh khi điện hạ đâm tới 13 thanh huyết kiếm dung nhập vào kiếm trong tay của gã tu vi nhị trọng đạo thường bùng phát đến đỉnh điểm làm cho gã càng lúc càng nhanh những huyết hải sau lưng của điện hạ bị tuyết đen phủ trùm đóng băng thân thể bị bão tuyết đen tràn ngập tiếng hét thê lương dần biến mất trong gió tuyết nước nở tu minh biểu tình như thường không nhúc nhích nhìn điện hạ đang đến gần mãi khi mũi kiếm tới gần tráng bảy tức người của gã khựng lại trận to mắt thẫn thờ nhìn hắn người điện hạ kêu răng rắc bị tuyết đen phủ trùm lên toàn thân cho đến khi đôi mắt trống rỗng cùng bị che lấp thân thể gã hòa vào bóng tối biểu tình tu minh lạnh nhạt đứng ở giữa không trung ngẩng đầu lên ánh mắt như xuyên thấu từng thứ năm thiên ngoại thiên nhìn từng thứ bảy thiên ngoại thiên chắp tay cúi đầu không phá thì không xây được đa tạ tông lão chỉ điểm trong từng thứ bảy thiên ngoại thiên biểu tình của sâm mộc đại đạo tôn không âm trầm nữa mà nhìn không ra vui giận chỉ thở dài mặt vẫn cười tủm tỉm sâm mộc đại đạo tôn chậm rãi đứng dậy nhìn cái nén nhang đốt còn ba phần trước mặt ngẩng đầu nhìn cụ thấy đại trưởng lão chấp tay cúi đầu. Sâm Mộc Đại đạo Tôn cười nói. dáng <laughs> này Sâm Mẫu thua rồi, nhưng mà tiền bối là trưởng giả mà làm như vậy với dáng cược này thì thật là hơi... Um... Tuy nhiên Sâm Mẫu vẫn phục. Không ngờ lần này nhất đạo tông ta đến bị tiền bối lợi dụng trở thành cơ hội cho tam hoàng tử đột phá. Nếu chúng ta không đến, tam hoàng tử muốn đột phá sẽ phải mất mấy trăm năm. Lời nói không chứa nhiều cảm xúc, nhưng mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lóe tia sáng âm u, Cổ Thái Đại trưởng lão lạnh nhạt nói: Có lẽ không đến mấy trăm năm, nhưng đúng là không dễ dàng đột phá. Chuyện này cần đa tạ nhất đầu tông giúp đỡ rồi. Biểu tình của Cổ Thái Đại trưởng lão bình tĩnh, nhưng lại làm cho Sam Mộc Đại đạo tông kiên dè. Sam Mộc Đại đạo tông biết mình thua không phải vì ván cờ Tu Minh, mà là toàn cục lần đầu tiên tiếp xúc hoàn toàn thua. Nhất đầu tông bọn họ tính kế gồm tìm ra vị trí của Tu Minh cũng tính ra người đàn ông áo đỏ đạo hàng sẽ sử dụng thức nguyệt tuyết trận bao gồm cả việc điền hạ theo sơ hở trận pháp tiến vào tầng thứ năm thiên ngoại thiên thậm chí là xâm mọc đến phong ứng uy hiếp áp bức tất cả vốn là hoàn mỹ nhưng rõ ràng những chuyện này che mắt hầu hết người của thức nguyệt tông lại không bao gồm ông ta lão cổ thái đại trưởng lão trước mắt này cổ thái đại trưởng lão không ngăn cản mà còn thuận nước dông thuyền khiến cho chuyện này phát triển thuận lợi mượn lực lượng nhất đạo tông khiến tu minh đột phá dung hợp thức mệnh thuật đạt đến cảnh giới chuẩn đạo tiên cảnh sâm mộc đại đạo tôn không thể nói được cái gì bọn họ có thể tính kế thức nguyệt tông thì dĩ nhiên có khả năng bị tính kế ngược lại rồi đặc biệt lúc trước hai người ước định giờ ngẫm lại đó là cái bẫy khâm phục khâm phục sâm mộc đại đạo tôn nhìn chằm chầm cổ thái đại trưởng lão trước mặt đối với ông lão nổi danh nhiều năm tại cổ tán quốc dùng sức một mình đắp nặng thức nguyệt tông vùng lên Gã rút cuộc hiểu tại sao một số người trong tông môn chú trọng thức nguyệt tông. Như vậy bọn họ chú trọng không phải là thức nguyệt tông mà là cổ thái này. Cổ thái đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Nếu đã thua thì lão phu lấy tiền cược vậy. Cổ thái đại trưởng lão giơ tay phải chập hướng bầu trời. Nguyên tượng thứ bảy thiên ngoại thiên chấn động. Cùng lúc đó tất cả phong ứng tượng thứ năm thiên ngoại thiên tan vỡ. Vào khoảnh khắc này, trong phạm vi thất nguyệt phong tuyết trận do người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng chủ đạo trong gió tuyết biến ra một cái bàn tay to không chập bất cứ hướng nào mà co lại thành nắm đấm khi tay nắm lại gió tuyết như đứng yên về sao bàn tay thả lỏng băng tuyết khổng lồ cuồng bạo hơn trước gấp trăm lần dấy lên điên cuồng chưa từng có tiếng rít gào gió tuyết đi qua đâu là thân thể các tu sĩ nhất đạo tông xâm nhập bị đóng băng sự sống xói mòn biến thành tượng băng đưa mắt nhìn lại coi đến mấy vạn tượng băng gió tuyết thổi tiếng răng rắc vang lên từng tiếng kinh kêu la hét nhiều tu sĩ nhất đạo tông có người thi triển thần thông có vẻ mặt sợ hãi có muốn thụt lùi bỏ chạy có hung tận sông lên dù là hành động gì đều là thành quá khứ giờ phút này thân thể bọn họ cũng đã bị đóng băng thành tượng nhìn từ xa mặt đất biến thành thế giới gió tuyết tất cả tu sĩ không phải thức quyệt tông đều hóa thành tượng băng gần 10 vạn tượng băng hình ảnh mênh mông khiến cho ai nhìn thấy thì tinh thần bị rung động mãnh liệt chỉ có ông lão áo đen đang đối với người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng rung động chứng kiến vội vàng thụt lùi trong gió tuyết cảm giác nguy hiểm chết chóc tràn ngập tinh thần của ông lão áo đen nhưng mà ông lão áo đen thụt lùi thì người kêu răng rắc bốc lên sương lạnh chưa lùi ra trăm mét thì thân thể đã đông thành tượng băng dù vậy nhưng mà tu vi của ông lão áo đen là đạo tiên cảnh hét thê lương hai tay ứng pháp quyết người tràn ngập khói đen bùm một tiếng từng băng ngoài người của ông lão áo đen vỡ ra một khe hở chỉ một khe nhỏ đủ cho lão lắc người biến mất khi ông lão áo đen biến mất trong gió tuyết lóe lên vệt sáng đỏ đó là một giọt máu một giọt máu của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng máu bay đường cầu vồng kết tinh thành một cái tinh thể băng sắc bén đuổi theo ông lão áo đen có thể nghe thấy tiếng kêu rên trong khe nứt băng tầng tiếng rên rỉ yếu ớt như bị thương nặng cho dù lão thành công chạy trốn cũng phải trả cái giá đắt việc này chưa kết thúc tu sĩ nhất đạo tông trên mặt đất bị đóng băng những khe nứt dưới đất các khe hở xung quanh đều bị gió tuyết phủ trùm thành mặt băng như gương trông như ngoại thất nguyệt tông không còn khe hở cùng lúc đó gió tuyết chợt dạt ra lao lên trời trên bầu trời là một trong ba pho tượng nhất đạo tông do khe hở tổ thành đường nét pho tượng nhanh chóng biến mất như muốn tranh thủ chạy trốn trước khi gió tuyết đến tuy nhiên nó đã muộn một bước rồi khi sắp tan biến thì có tiếng can két truyền ra đường nét do khe hở tổ thành bị đóng băng ở trên bầu trời đóng băng nhanh chóng lan tràn không lâu sau nguyên đường nét thành tượng băng có tiếng hét sốt ruột vang lên sâm mộc lão sâm mộc đại đạo tôn ở tầng thứ bảy thiên ngoại thiên biểu tình như thường cười tủm tỉm nhìn cổ thái đại trưởng lão đối diện nhưng mà trong mắt lạnh băng sâm mộc đại đạo tôn không nhúc nhích đây là cá cược lấy thân phận và tu vi của gã có thể làm hành động vô sĩ nhưng mà không thể không thực hiện ước định được giữa phút này nhang còn đang đốt cháy nhưng mà chỉ còn có hai phần chính lúc này tụi mình ở trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên chắp tay cúi đầu tụi minh chậm rãi nói tông lão đừng đóng băng hết mấy người kia đã tính kế ta chỉ giết một người khó có thể thông thoáng được tụi mình cất bước ra khỏi cái tầng thứ năm thiên ngoại thiên xuất hiện trong thế giới gió tuyết tầng thứ nhất thiên ngoại thiên ánh mắt tụi mình lướt qua mặt đất nhìn thấy gần 10 vạn tượng băng, ngẩng đầu nhìn đường nét khe hở sắp bị đóng băng, lắc người hóa thành cầu vòng đen lao hướng mắt phải pho tượng. Cổ thái đại trưởng lão ở tượng thứ bảy thiên ngoại thiên mắt sáng lên, khóe môi công lên. Trong mắt của cổ thái đại trưởng lão có tia khen ngợi, lão không ngờ tu minh có quyết định như vậy. Cổ thái đại trưởng lão cười lắc đầu, mắt nhìn chầm chầm vào xăm một đại đạo tôn. Xăm một đại đạo tôn im lặng không lên tiếng, khi xoay người ánh mắt như xuyên thấu thất nguyệt tông nhìn thấy tu minh, còn người coi rút sâm mộc đại đạo tôn chậm rãi nói người của hoàng tộc quả nhiên không dễ bị ăn hiếp mà Tu minh hóa thành cầu vồng xông vào mắt phải đường nét pho tượng trên bầu trời khi Tu minh bước vào trong hắn xuất hiện trên cái hồ nước một thế giới khác hồ nước đã kết băng thế giới hóa thành băng tuyết chỉ có cái chòi giữa hồ là có màu sắc khác trừ thế giới trắng xóa này ra trong chòi có hai văn sĩ trung niên khoanh chân ngồi như đang dốc hết tu vi mà chống cự nếu có người đứng xem thì sẽ thấy quen thuộc Giống y như cái tình cảnh lúc trước Điện hạ tới gần Tu Minh thì hắn đang tỉnh tọa vậy Chẳng qua bây giờ thân phận trao đổi Hai văn sĩ ngồi, Tu Minh thì ôm sát khí mà đến Tu Minh sẽ không như Điện Hà nói nhảm dài dòng Xuất hiện liền lắc người tới gần Hai văn sĩ trung niên cùng mở mắt ra Con người như sắp bị đóng băng Thoạt trong tu vi của hai người rất là mạnh Nhưng mà Tu Minh thì thấy một người là nhị trọng đạo thần Một là nhất trọng đạo thần khi hai người mở mắt ra cũng là lúc tu minh đã tới gần rồi Giờ tay phải chỉ tới trước Văn sĩ nhị trọng đạo thường gầm lên Há miệng phun máu Giọt máu biến thành cái mạng sáng đỏ Muốn ngăn cản tu minh Nhưng khi thân thể tu minh đụng vào cái mạng sáng đỏ Thì mạng sáng chợt biến mất Văn sĩ nhị trọng đạo thần con người coi rút Tìm rớt cái bịch Tu minh xuất hiện sau lưng của văn sĩ nhị trọng đạo thần Giờ ngón trỏ tay phải xuyên thấu gáy của gã Trước khi gã kịp lắc người né tránh Két một tiếng Người văn sĩ nhị trọng đậu thần rung lên người biến thành đen thui hình thần điều diệt. Tu Minh thu tay phải lại. Chính là ngươi làm chủ cuộc tính kế này hả? Tu Minh xoay người nhìn hướng văn sĩ khác, mặt của gã trắng bệch khoanh chân ngồi, lạnh lùng nhìn hắn. Mặt của văn sĩ này từ trắng biến thành đỏ, lực lượng tự bạo khóa tán trong người, khóe môi cùng lên kiêu ngạo. Dù có chết cũng phải chết trong tay của mình chứ không để cho người ngoài giết. Tu Minh lạnh nhạt nói. <laughs> Muốn chết cũng không dễ như vậy đâu hết tập 252 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachadio.